khi nói về việc học ngôn ngữ nói chung và ở đây là học tiếng anh nói riêng thì mình cảm thấy cái việc luyện nghe phản xạ là cái kỹ năng làm cho người học cảm thấy thử thách nhất đặc biệt là cái việc luyện nghe cần một khoảng thời gian khá là dài để các bạn có thể thấy cái sự tiến bộ của bản thân của mình sau 2 năm tự học tiếng Anh thì năm 2017 mình đã thi IELTS lần đầu tiên để có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của bản thân cũng như là thử thách bản thân thì mình đã đạt được ban 5.5 trên cái tổng số 9 điểm là cái điểm số cao nhất trong cuộc thi IELTS ở kỹ năng listening mặc dù cái thời điểm đó mình cũng cảm thấy rất là tự tin về khả năng nghe của mình rồi nhưng mà kết quả thì không cho thấy như vậy mình tiếp tục ôn luyện thì đến năm 2019 thì mình thi IELTS lần thứ hai và mình đã đạt được ban 8.0 ở kỹ năng nghe và tiếp tục giữ vững phong độ ở năm 2021 và năm 2022 sau những cái lần thi tiếp theo. Cũng có thể nói là mình học thành công ngôn ngữ tiếng Anh thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình, cái việc các bạn luyện nghe như thế nào ở những cái giai đoạn đầu tiên khi mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh thì cũng thật sự rất là quan trọng. Bởi vì mình đã có một cái khoảng thời gian mà ở trong cái phòng trợ chỉ có phần vệ 12 mét vuông và mình đã nhìn qua cái ô cửa sổ bé xíu và mình cảm thấy thật sự rất là bức bối và bế tắc Bởi vì mình đã luyện nghe hoài mà không có tăng ban điểm Và cũng như là không có thấy sự tiến bộ rõ rệt ở bản thân Bây giờ mình nhìn lại cái khoảng thời gian khi mà mình mới bắt đầu học tiếng Anh Thì mình đã quyết định là thiết kế ra hai cuốn ebook Giúp cho người học tiếng Anh có cái khởi đầu một cách đúng đắn hơn Chất lượng hơn và tiết kiệm thời gian hơn và tất nhiên đây là theo kinh nghiệm cá nhân của mình sau cái quãng thời gian tự học cũng như là sau quá trình 5 năm dạy học và có thể là cái kinh nghiệm này sẽ phù hợp với nhiều người nhưng mà không phải tất cả mọi người cho nên là trên tinh thần chúng ta chia sẻ để có thể học hỏi họ lẫn nhau đầu tiên đó chính là cuốn luyện nghe và học 500 từ vựng tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu và cuốn thứ hai đó chính là cuốn luyện nghe tiếng anh theo chủ đề đầu tiên đối với người học tiếng anh hoàn toàn mới bắt đầu các bạn hãy học cuốn Luyện nghe và học 500 từ vựng tiếng Anh cơ bản Tài liệu này hoàn toàn miễn phí, bao gồm 15 chủ đề tiếng Anh quen thuộc 51 bài nghe được dịch transcript và rút từ vựng chi tiết mỗi bài Sau mỗi bài nghe thì các bạn hãy đảm bảo rằng mình thuộc từ vựng bằng cách xuống phần checklist để nhớ lại nghĩa của từ Nhớ rồi thì các bạn mới đánh vào dấu tick, còn nếu chưa nhớ thì cố gắng học lại Tiếp theo chúng ta sẽ học nâng cao hơn một chút với cuốn luyện nghe tiếng Anh theo chủ đề. Khóa này sẽ bao gồm 20 chủ đề với từ vựng nâng cấp và đầy đủ hơn. Tổng cộng có 200 bài nghe cũng được viết transcript và rút từ vựng chi tiết sau mỗi bài. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn luyện nghe như thế nào ở nhà. Và nhớ rằng khi mới bắt đầu học tiếng Anh, một bài luyện nghe ngắn tầm 2 phút thôi có thể mất các bạn 1 giờ đồng hồ đó là chuyện rất rất bình thường Thế nên đừng nghĩ rằng mình đang tiêu tốn thời gian Mà việc này là việc rất là cần thiết phải làm ở giai đoạn đầu Đầu tiên các bạn hãy in ebook ra như thế này để tiện cho việc học nhất Chuẩn bị thêm vở và bút nhiều màu để ghi chép Mục đầu tiên các bạn phải lưu ý đó chính là mục must read Một từ vựng có thể chứa rất là nhiều nghĩa Và từ vựng mình đang rút ra trong bài nghe Chắc chắn là nghĩa theo ngữ cảnh của bài Ví dụ nếu các bạn nhìn thấy từ train Các bạn sẽ nghĩ đến cái nghĩa cơ bản của nó chính là xe lửa, tàu hỏa Nhưng mà từ train trong ngữ cảnh của bài nghe này When do they train? Khi từ train sẽ mang nghĩa của động từ Nghĩa là huấn luyện, tập luyện To prepare yourself for a particular activity, especially a sport, by doing a lot of exercise. Thế nên hãy luôn chú ý từ loại, danh từ hay là động từ, tính từ hay là trạng từ. Sau đó hiểu nghĩa của từ theo ngữ cảnh cho dễ nhớ nha. Tiếp theo các bạn hãy cố gắng nghe theo thứ tự topic vì nó đã sắp xếp khá là logic theo cái nghiên cứu cá nhân của mình rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thứ tự nghe. Đầu tiên chắc chắn là phải đọc câu hỏi. Gạch chân từ khóa để phân tích câu hỏi nếu hiểu câu hỏi khoảng 70% trở lên thì các bạn hãy bắt đầu nghe audio luôn còn nếu mà chưa hiểu lắm thì các bạn có thể tra nghĩa từ mới để phân tích đề kỹ hơn cách tra từ điển như sau các bạn vào rum.vn gõ vào từ muốn tra đọc nghĩa nếu mà có quá nhiều nghĩa thì hãy cố gắng tìm cái nghĩa phù hợp nhất trong cái câu sau đó các bạn qua từ điển Oxford để nghe phát âm từ mới vài lần vì nếu nghe sơ qua, xíu nữa nghe audio thì có thể là các bạn sẽ nhận ra cái từ mới mà các bạn mới tra. Nếu mà chưa chắc chắn về nghĩa của cả câu á, các bạn có thể qua Google dịch để tra và đọc nghĩa của cả câu nha. Bây giờ các bạn tập trung hết sức để nghe bài nghe và hoàn thành câu trả lời. Hãy đảm bảo rằng là mình phải nghe vài lần cho đến khi nào bạn chắc chắn là không có cái sự thay đổi về câu trả lời của mình. Khi đó mình mới tra đáp án. Good morning, Brownton Swimming Pool Hello, I'd like some information about the water polo club Yes, of course Bây giờ các bạn kéo xuống để cùng chơi đáp án Phần đáp án và phần dịch cũng như là phần rút từ thì mình không có trao vào cuốn e-book Bởi vì nó sẽ rất là dày Mình chỉ in cái phần đề thôi nên các bạn có thể lên trên website để học trực tiếp Nghe audio và check đáp án sau khi mà các bạn check đáp án xong các bạn cố gắng qua cái phần keep track ở cuối e-book để viết xuống số câu đúng và số câu sai để đảm bảo rằng mình đang theo dõi tiến độ của bản thân. My flat isn't very big, but because my kitchen and living room are one room, it feels big. Bây giờ mình cùng nghe lại audio mà bao gồm phần transcript dịch bài nghe nha tìm hiểu xem số câu đúng mà mình làm là do nghe hiểu thật sự hay là do mình đánh vừa mà đúng còn những cái câu sai thì tại sao lại sai bước này thì cái bản thân người nghe sẽ hiểu rõ nhất đến phần nghe từ vựng các bạn đừng có cố gắng học hết những cái từ vựng mới các bạn có thể sẽ bị ngộp và bị đuối nữa cho nên hãy chú ý học từ vựng mình thích và tâm đắc trước thường là những cái từ content words có nghĩa là những cái từ chứa nội dung cái từ keywords mà bật lên cái nghĩa của câu của chủ đề á các bạn ghi chú vào vở vì khi mà các bạn viết lại bằng tay của mình thì các bạn sẽ ghi nhớ lâu hơn Ngoài ra các bạn phải nhớ nghe và tập phát âm từ mới học trên từ đến Oxford Cái loa màu xanh là loa dành cho giọng Anh Anh Loa màu đỏ là dành cho giọng Anh Mỹ Các bạn tập phát âm đi, phát âm lại Cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái từ đó mình phát âm nó nhuồn nhuyễn Cái khẩu hình miệng của mình nó không còn ngượng ngạo Ngày đó mình có cái thói quen là mình hay viết xuống những cái cụm từ và những cái mẫu câu yêu thích trong bài nghe. Khi nào là mình lôi ra mình đọc đi đọc lại. Điều này sẽ giúp tăng phản xạ nghe nè, tốt cho việc phát tập phát âm cũng như là cái kỹ năng speaking, kỹ năng nói. Cuối cùng, quan trọng không thể thiếu, các bạn hãy cho các audio bài nghe mà các bạn đã làm qua vào điện thoại. Trước khi mà đi ngủ chẳng hạn, các bạn tập trung nghe đi nghe lại bài nghe để ghi nhớ từ vựng. Chú ý từng từ từng từ trong audio. Chỗ nào các bạn nghe mà chưa thể cảm nhận được hoặc là không nhớ, không hiểu thì ngày mai các bạn nên check lại phần transcript. Vì nếu mà làm như vậy thì sẽ các bạn sẽ biến những cái từ vựng mới đó trở thành phản xạ trong trí nhớ của mình về lâu và dài. Đó là toàn bộ quá trình tự luyện nghe của mình ở giai đoạn mới bắt đầu, cực kỳ tốn thời gian. Nhưng mà vì các bạn đã được rút từ vựng rồi nên quá trình sẽ được rút ngắn lại. Thế nên là đừng có chần chờ gì nữa mà hãy bắt tay vào việc học ngay nha bây giờ mình mới học thêm tiếng hàn và tiếng trung thì mình cũng áp dụng y chang những cái thứ tự và cái cách học này nhưng mà mình sẽ không tự che từ và rút từ vựng nhiều như ngày xưa nữa mình học theo sách cũng rút từ vựng sẵn như vậy mình thấy cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm thời gian cũng rất là nhiều luôn mọi thông tin về hai cái ebook luyện nghe này mình để dưới phần bình luận cho các bạn học tốt nhé